Rồi, chào toàn thể anh em, chào toàn thể các bác nhé. Đây, nay lại về được cái một lô bơm nhé, một lô bơm. Bơm này là cái bơm AGH nhé, bơm AGH đây. Em về được là cái dòng bơm nhỡ và bơm to. Cái dòng AGH này trong kênh của em cũng đã review rất nhiều lần này rồi. Bơm này là cái loại bơm bơm đời mới nhé, 2022 nhé. Đấy, đây cái thương hiệu của nó đây, logo đây, AGH này. Đấy. Bên em đã test rồi, là test rất chi là nhiều lần cái bơm này rồi, trong kênh của em là có rồi nhé. Anh em nào muốn rõ chi tiết thì cứ đăng ký kênh, ấn vào chuông thông báo nhé. Anh em xem ký video thì em sẽ báo giá trực tiếp, để báo giá công khai luôn là giá ở cái thời điểm hiện tại nhé. Bây giờ thì là hàng hóa nó về, nó thông biên rồi, hàng hóa về rất chi là nhiều, cho nên là không tránh, không có cái tình trạng mà khan hàng như cái dây tầm độ là chục ngày hay là nửa tháng nhé. Đây, sản phẩm bơm AGH đây, về được hai loại, một loại là đầu lọc nhỏ này, một loại là đầu lọc to nhé. Sẽ giới thiệu cho anh em là từng cái loại một nhé. Đây, em sẽ để xuống đây. Đây, đây đầu tiên đây, giới thiệu cho anh em đây. Bỏ ra nhé, đây phụ kiện của nó. Bơm này là cái bơm AGH đầu lọc to nhé. Đấy, đây phụ kiện của nó kèm theo gồm có đầu tiên là một cái gói bông lọc ẩm to rất chia nhiều nhé. Anh em thay thế, các bạn thay thế 235 không hết chưa, răng sim đầy đủ cho anh em, một cái cuốn sách hướng dẫn, sách hướng dẫn. Đây cái tay cầm của nó, tí em sẽ bảo nhân viên em sẽ lắp ráp lên xong hàng gửi đi cho anh em, là lúc nào cũng ráp test ok nhé, ok thì mới gửi chưa. Đấy, đây một cái, đây là cái đồng hồ này, cái phụ kiện đây, răng sim. Răng sim này, lục giác này, ốc ếch đầy đủ cho anh em nhé. Răng sim để anh em thay thế, sau anh em thay thế nhé. Bi này, đấy, lò xo đầy đủ cho anh em luôn nhé. Nó có là hai con ốc nhé, một ốc để chúng ta test bơm này. Đấy, còn một con ốc để chúng ta cắm vào cái xe đạp, đấy, van xe đạp hoặc xe máy để chúng ta bơm nhé, rất là tiện lợi luôn. Đây và một cái lò mỡ bôi trơn khi chúng ta lắp bơm mà hoặc là chúng ta thay thế răng sim, chúng ta bôi vào để cho cái độ ma sát của nó được giảm bớt đi nhé, nó đỡ nóng, được chưa anh em. Đây cái bầu lọc này là bầu lọc đen cho anh em. Đấy, đây tất cả đây là cái bơm bầu lọc to, em sẽ lắp ráp lại. Quên đã làm lắp anh này. Đây nhân viên em sẽ lắp ráp nhé, gửi đi cho anh em đi. Lắp ráp thì em cũng sẽ hướng dẫn luôn cho anh em làm cái cách lắp ráp của cái bơm này nhé, nó như thế nào. Đấy, rất đơn giản thôi. Còn bên này là cái bơm bầu lọc nhỏ nhé, bơm bầu lọc nhỏ. Hai bơm này lắp ráp nó cũng tương tự như nhau thôi. Bơm AGH này, nhãn hiệu AGH đi. Nó có cái chữ G này nhá, chữ G này là những chữ G thương hiệu này. Thương hiệu này, anh em để ý xem trên những cái đồ điện tử này, hay là trên những cái đồ điện tử, những cái máy móc ấy, thương hiệu nó dùng là xuất châu Âu ấy. Đấy, AGH đây. Cái bơm to này thì nó có giá là 900.000 nhá, 900.000 bao ship. Đầu tiên chúng ta lắp thì chúng ta lắp với hai con ốc, nó có sẵn rồi, hai con ốc ở trên cái tay cầm này nhá. Đấy, hai con ốc trên tay cầm này vào. Em làm video thì em cũng sẽ vặn qua thôi để làm video hướng dẫn anh em lắp hai con ốc này vào nhá. Đấy, nó sẽ kèm cho anh em là lục giác. Cái bơm này thì là nó sẽ là có cái chân gấp nhá. Đấy, chân gấp này, gấp ra gấp vào nhá, được chưa anh em. Đấy, gấp ra gấp vào. Chúng lắp giác này nó rất chi là đơn giản thôi. Lần này là nó về là rất chi là cái đồng hồ này nó cải tiến mới nhá. Đồng hồ nó cải tiến mới. Đấy, nó có dầu bên trong nhưng nó không như là cái đồng hồ cũ nhá. Càng ngày người ta càng cải tiến hơn nhé. Đấy, giá cải thì nó vẫn như vậy. Kèm theo cho anh em là một cái cà lê để anh em siết chặt nhé. Siết chặt đồng hồ vào thì là bên trong đồng hồ là nó sẽ có cái gioăng rồi nhé. Có cái gioăng cho anh em rồi. Đây là những cái phụ kiện thì kèm theo. Đấy, trong nó có cái gioăng chúng ta siết chặt vào. Đồng hồ bên trong là nó sẽ có dầu nhé. Đồng hồ là đồng hồ 40 mpa. Xin nghe. Chúng ta lắp đồng hồ xong thì chúng ta lắp cái bầu lọc này nhé, bầu lọc này vào nhé. Đấy, lắp bầu lọc này vào, bầu lọc đen này, bầu lọc rất chi là chất lượng nhé. Lắp chúng ta siết chặt và xoáy ren vào được. Đây nó thiết kế là cái bầu lọc ở đây rất chi là tiện cho anh em, tại vì chúng ta bơm vào những video bơm vào bánh xe, bơm vào những van lạp ấy, van lạp của súng thì nó sẽ không vướng nhé. Đấy, không vướng. Đây, chúng ta chỉ cần cắm cái này vào được nhé, rất tiện lợi. Người ta sản xuất càng ngày là người ta càng sản xuất là nó tiện lợi cho anh em.
đấy, cho thêm cái gioăng vào để tránh xì sọt nhé. Tiếp theo là ở phần đầu của cái bò lọc này nó sẽ có một cái gen, chúng ta sẽ xoáy cái dây bơm vào nhé, lấy xoáy chặt dây bơm vào, cầm cà lê xoáy chặt vào nhé anh em. Đây phụ kiện này gồm có rất đầy đủ luôn này. Và chúng ta muốn test bơm nhé, chúng ta test bơm thì chúng ta lấy con ốc này nhé, chúng ta cho vào cái đầu này, đấy cho cái đầu này vào nhé, được chưa anh em, để chúng ta thử xem bơm nó có hoạt động bình thường không. Ở đằng sau nhé, ở đằng sau là có con ốc, là ốc xả bơm này, chúng ta đấy cũng là chúng ta bơm thì chúng ta sẽ vặn vào nhé, bơm xong là chúng ta phải xả ra nhé, được chưa anh em. Rồi bây giờ chúng ta thử nhé, chúng ta thử đây anh em xem này, hàng gửi đi cho anh em là lúc nào cũng thử ok hết nhé. Đấy xung là bơm tầm 5-7 cái là nó lên là 200 ngay, được chưa anh em. Chung là cái dòng bơm mới này thì là nó rất chi là tốt đấy. Đây nói chung là sáng chưa ăn cơm thì bơm lên, bơm mấy phát nữa cho lên 200. Rồi đấy, chúng ta bơm lên, đây là bơm, em bơm để thử nhá, bơm để thử xem là cái xem bơm nó có hoạt động bình thường không, được chưa anh em. Khi bơm xong là chúng ta sẽ xả nhé, xả con ốc này ra nhé. Đấy anh em lưu ý là nhé, phải xả con ốc này ra này, đấy xả con ốc này ra trước nhá, được chưa anh em. Đấy xả con ốc ra xong rồi chúng ta mới rút cái này ra, tránh tình trạng là bắn vào người, rất đơn giản thôi. Đấy bơm to này, bầu lọc to đây, bơm ARH đời mới nhé, 900.000 bao ship. Còn là cái bơm nhỏ này thì cách lắp ráp thì nó cũng tương tự như vậy nhé. Đấy xin em, đây em sẽ bỏ ra cho anh em xem. Cái phụ kiện của cái bơm bầu lọc nhỏ thì nó sẽ ít hơn, đây nó chỉ có mấy cái bông này thôi, hàng em nhập như thế nào thì em sẽ gửi đi cho anh em như vậy nhé, được chưa. Đấy cũng có răng sim rồi là ốc xả bơm các thứ đầy đủ nhé. Cà lê cà liếc này, một lọ mỡ bôi trơn này, đấy lọc ẩm nhỏ nhé. Chung là nó hình thức thì nó y hệt như là cái bơm bầu lọc to này, nhưng mà nó khác là mỗi cái là bầu lọc nhỏ thôi. Bơm ARH này, chân gấp này, bầu lọc nhỏ này, đấy bầu lọc nhỏ nó sẽ có giá là 800.000 bao ship nhé, 800.000 bao ship cho anh em, được chưa anh em. Bầu lọc to thì là 900, bầu nhỏ thì là 800 nhé. Đấy anh em có nhu cầu về những cái mẫu bơm ARH, bơm to hoặc bơm nhỏ thì alo trực tiếp cho em vào những cái số điện thoại đây em đã để góc màn hình nhé. Hàng rất chi là nhiều. Video ngắn thì em xin kết thúc tại đây, xin chào anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo.